Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đào Tuấn, 25 tuổi, Nguyễn Kiên Trung, 24 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông, Nguyễn Văn Hùng, 21 tuổi và Tôn Trọng Nghĩa, 20 tuổi, cùng trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, anh Dê, trú huyện Đắk Rơ Lấp, có mượn Tuấn 15 triệu đồng. Tuấn nhiều lần đòi lại tiền nhưng anh này chưa có tiền trả. Ngày 28 tháng 7, biết anh Dê đang làm thuê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nên Tuấn cùng các đối tượng đã thuê xe ô tô qua huyện Di Linh bắt anh Dê về trả nợ. Các đối tượng đã bắt giữ đưa anh Dê lên xe ô tô đánh đập, dùng dao uy hiếp và chở về huyện Đắk Rơ Lấp. Khi xe đến xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, anh Dê xin đi vệ sinh rồi bỏ chạy vào rẫy cà phê trốn, mượn điện thoại của người dân gọi cho công an nhờ giải cứu. Sau gần 1 giờ truy tìm, Công an huyện Đắk Long đã phát hiện và đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở công an để làm việc. Kiểm tra chiếc xe ô tô mà các đối tượng sử dụng, công an thu giữ một kiếm, một dao bầu, hai dao thái lan, một gậy sắt, một bình thủy tinh dùng để hút ma túy. Ngày 2 tháng 8, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1, Khu Quản lý Đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, rạng sáng nay, ô tô tải do tài xế Nguyễn Thành Hưng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Đà Nẵng - Quảng Nam. Khi đến đoạn qua xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành thì bị bốc cháy dữ dội. Do xe chở sách vở, máy nổ, vật liệu xây dựng, la phong nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, công an huyện Núi Thành đã có mặt hỗ trợ dập lửa, phân luồng giao thông. Đến khoảng 4 giờ 20 phút, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ô tô tải bị cháy gần như toàn bộ, trơ khung cùng hàng hóa trên thùng. Sáng ngày 2 tháng 8, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 8, người dân trú tại thôn 3, xã Phúc Đồng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em T, 17 tuổi, hiện đang học lớp 12, trường Trung học Phổ thông Hàm Nghi, huyện Hương Khê. Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện em T bị thương rất nặng ở bàn tay trái và hai mắt, máu chảy nhiều. Sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bàn tay trái bị dập nát, đặc biệt hai mắt cũng bị thương nghiêm trọng, nên em được chuyển tiếp vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Đồng, nguyên nhân bước đầu nghi vấn em T đang nấu ăn thì bất ngờ bình ga phát nổ. Hoàn cảnh của gia đình em T rất khó khăn, thời điểm xảy ra sự việc, bố em vắng nhà. Chiều ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về tội gian lận bảo hiểm y tế. 7 bị can bị khởi tố đều công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thái An, gồm Đinh Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, phó giám đốc, kiêm trưởng khoa khoa liên chuyên khoa, Trần Thị Huệ, 35 tuổi, trưởng phòng điều dưỡng, và các điều dưỡng viên Hoàng Đăng Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Đặng Thị Anh Tú, Lê Thị Thanh Tâm và Lương Thị Bé. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã làm rõ, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám chữa bệnh, nhưng được cò móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An để chữa bệnh, nhằm mục đích trục lợi. Tại bệnh viện này, những người bệnh này được các bác sĩ và điều dưỡng nêu trên làm thủ tục, lập hồ sơ và hoàn thiện bệnh án khống. Từ năm 2011 đến đầu năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Từ hồ sơ lập khống do Bệnh viện Đa khoa Thái An cấp, các đối tượng đã thanh toán với các công ty bảo hiểm với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tối ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được nghi phạm sát hại nam thanh niên bằng hàng chục nhát dao vào ngày 31 tháng 7 tại thành phố Thuận An. Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An, Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang truy bắt nghi phạm gây án. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Thành Thông, sinh năm 2000 và Lê Thị Mỹ Anh, sinh năm 2006, cùng thường trú tại An Giang. Theo lời khai của hai đối tượng, vào rạng sáng ngày 31 tháng 7, với ý định cướp tài sản, Thông và Mỹ Anh đã dụ anh Ca, sinh năm 2001, quê ở Hậu Giang, đến bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, để sát hại và cướp xe máy.
Sau khi giết chết anh Ca, hai đối tượng lấy xe máy bỏ trốn về miền Tây. Khi đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt. Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 2 tháng 8, các cảng hàng không trên toàn quốc chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý cảng, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, cập nhật chương trình, quy chế an ninh hàng không, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, bảo đảm an ninh an toàn, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các vấn đề vượt thẩm quyền. Chiều ngày 1 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin vừa triệt phá thành công một đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài để bán. Trước đó, ngày 11 tháng 7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiếp nhận đơn trình báo của chị M, sinh năm 2003, dân tộc Mông, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, về việc bị một nhóm đối tượng lừa sang Trung Quốc bán. Tiếp đó, ngày 28 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triệu tập các đối tượng gồm Thảo A Dơ, dân tộc Mông, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Sùng A Sì, dân tộc Mông, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Duyến, dân tộc Giấy, trú tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng khai nhận, khoảng giữa tháng 5 năm 2023, Hoàng Thị Duyến thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Bao về việc đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Sau khi thỏa thuận xong với Bao, Duyến đã gọi cho Sùng A Sì đi tìm phụ nữ để lừa bán. Sùng A Sì nói với Thảo A Dơ rằng, mỗi phụ nữ sau khi được bán, các đối tượng sẽ kiếm được khoảng 10-20 triệu đồng để chia nhau. Dơ đã đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Dơ quen biết M và tán tỉnh yêu đương. Dơ nói muốn lấy nạn nhân làm vợ. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, Dơ điện thoại rủ M lên Lào Cai thăm nhà Dơ. Dơ có nói với M là gia đình có cửa hàng bán quần áo bên Trung Quốc, mục đích là lừa đưa M sang Trung Quốc bán. Dơ đã liên lạc với đồng bọn để làm sổ thông hành cho nạn nhân sang Trung Quốc, giao nạn nhân cho Sì và Duyến để làm thủ tục đưa sang bên kia biên giới. Sau khi đến phòng trọ của Bao tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, M phát hiện bị lừa bán nên đã lợi dụng sơ hở của Bao, lén lấy sổ thông hành và trốn ra cửa khẩu về Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.